Thưa quý vị, từ trước tới nay chúng ta thấy rằng bánh chưng là một món bánh truyền thống thường chỉ xuất hiện vào những dịp lễ Tết hay là cúng rằm. Thế nhưng trong những ngày gần đây, nếu như mà lên mạng xã hội thì chúng ta có thể thấy ngập tràn rất là nhiều những hình ảnh các bếp hay là các quỹ chúng ta thực hiện việc gói bánh chưng để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Và trong những ngày tháng 10 này thì những chiếc bánh chưng lại thêm ấm lòng khi chúng ta có thể giúp đỡ cho đồng bào gặp khó khăn. Nhiều năm nay, mì tôm là một thương hiệu khi nhắc đến những gói hàng cứu trợ lương thực cho đồng bào miền Trung. Tuy nhiên năm nay, mì tôm đã bị xoán ngôi bởi bánh chưng. Từ cái việc mà khi mà xem trên cái thời sự thì thấy nhân dân miền Trung là phải ăn mì tôm sống. Thì người dân xã Na Phù chúng tôi nghĩ ngay ra cái ý tưởng là phải làm những cái việc thiết thực nhất. Ví dụ như gói bánh chưng, rồi thì nấu cơm nắm muối vừng. Về cái công tác vận chuyển đến các vùng cứu trợ thì hiện nay có rất là nhiều các cái công ty doanh nghiệp, các cái hộ gia đình, các cái nhà xe đăng ký vận chuyển miễn phí. Người dân xã La Phù đã cùng nhau gói bánh chưng cứu trợ được một tuần nay. Đợt bánh chưng này là đợt thứ 5, góp thêm 2.000 chiếc bánh trong tổng số gần 10.000 chiếc bánh chưng của xã La Phù được chuyển đến miền Trung. Người có ít thì đóng góp ít, người không có tiền của thì đóng góp công sức. Nghĩ rằng bây giờ bà con ở trong đó đương gặp nhiều khó khăn, nếu mình càng giúp đỡ bà con nhanh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Để đưa những chiếc bánh chưng đến được với bà con vùng lũ, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã cử nhiều nhóm đi tiền trạm ở các địa phương bị lũ, chuẩn bị nơi tập kết hàng hóa. Họ cũng đã liên lạc với chính quyền địa phương để phân bổ nguồn hàng cứu trợ đến tận tay đồng bào. Dự kiến những ngày tới sẽ có thêm những chiếc bánh chưng mới được gói, được nấu chín, chuyển thêm đến bà con vùng lũ lụt.